Kính thưa quý vị, hiện tại tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Trong đó, đặc biệt là tại hai nước Campuchia và Thái Lan, số ca nhiễm mới liên tục gia tăng đến mức đáng báo động. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình, thủ đô Phnom Penh và một tỉnh khác thuộc Campuchia đã đóng cửa hoàn toàn các hoạt động. Và tại các tuyến biên giới của Việt Nam giáp hai quốc gia này, liên tục xuất hiện người nhập cảnh trái phép từ Campuchia trở về. Điều này là hết sức e ngại và đại diện Bộ Y tế nhận định nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 ở Việt Nam là rất lớn. Trước tình hình này, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt không chủ quan, lơ là. Đặc biệt, các tỉnh giáp Campuchia hết sức lưu ý, cần tăng cường kiểm soát đường biên giới. Đề nghị các địa phương khi có người nhập cảnh về phải báo ngay cho địa phương, cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định và xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép. Đồng thời, cần tăng cường tầm soát để phát hiện các ca nhiễm bằng việc thường xuyên xét nghiệm tại khu vực và các đối tượng có nguy cơ để phát hiện sớm mầm bệnh trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Sở Y tế các địa phương cập nhật bản đồ an toàn COVID-19 tại các phòng khám tư nhân. Phòng khám nào không tuân thủ quy định phòng chống dịch có thể ra quyết định đình chỉ. Đối với lại những cái tỉnh mà có đường biên giới, đường bộ, đường hàng không hoặc là đối với lại Kiên Giang thì chúng ta có cái biên giới đường biển thì phải nói rằng là cái việc nhập cảnh trái phép qua đường biển trong thời gian vừa qua thì cũng diễn biến hết sức là phức tạp và cũng rất là khó kiểm soát. Chúng tôi cũng đề nghị là tiếp tục siết chặt cái việc kiểm soát tại những cái đường biên như thế này. Và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những cái tổ chức vi phạm và tiếp tay cho cái việc nhập cảnh trái phép. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương phải chuẩn bị kịch bản trong tình huống xảy ra dịch như nâng cấp cơ sở xét nghiệm để đáp ứng tình hình lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị cách ly trên diện rộng, chuẩn bị hậu cần cho công tác điều trị. Với các cơ sở y tế, tiếp tục thực hiện khai báo y tế thông qua QR code và sổ sức khỏe điện tử. Bộ Y tế cũng lưu ý về công tác tiêm chủng tại các địa phương cần thực hiện nhanh chóng. Địa phương nào không tiêm sẽ thu hồi vaccine và thông báo rộng rãi. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, hơn hết mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trách nhiệm với cộng đồng bằng việc tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế để có thể hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ bùng phát dịch.